Xin chào các bạn đã trở lại với channel Trải Nghiệm Game. Và đây chính là Joker Hoàng Đế Hề. Đây là bộ trang phục thứ 3 của Joker. Sau bộ trang phục mặc định, bộ trang phục gì đấy, tôi cũng quên mất rồi, Hề nhấp ảnh gì đấy, thì bây giờ là Hề Hoàng Đế. Joker đang là một vị tướng rất hot anh em ơi. Có thể đi roam, đi solo đường mid, đi solo cánh, rất là được đặc biệt đúng không nào. Và đây chính là bộ trang phục Hoàng Đế Hề của Joker. Chúng ta cùng đánh giá về bộ trang phục này ngay bây giờ nhé anh em ơi. Đầu tiên thì bộ trang phục này có cái ngoại trang rất là đẹp mắt, giống như là một ông hoàng đế ấy, đeo vương miện đúng không ạ? Kiểu phong cách châu Âu thời phục hưng, nhìn rất là đẹp mắt. Đó, thay đổi tất cả các chi tiết, biến đổi hiệu ứng nha anh em ơi. Đây chính là hoạt cảnh ở trong game mà chúng ta có thể nhận thấy. Khẩu súng côn của anh chàng này cảm thấy là to hơn người rất là nhiều đúng không ạ? Thì ra là 50 cm, không biết là bắn được trong bao nhiêu giờ. Ok, đây là hiệu ứng biến về của Joker. Không có hiệu ứng gì đặc biệt anh em ơi, chủ yếu là như ban đầu thôi. Ấn tượng nhất là cái khẩu súng côn của hắn ta. Wow, rất là ấn tượng về các chi tiết thể hiện. Xem ra Joker bị mất đi khả năng lùn rồi anh em ơi. Xem ra với bộ trang phục này hắn ta cao hơn chút rồi, chứ với bộ trang phục là nhiếp ảnh ra gì đấy kia là cực kỳ lùn luôn. Đây, đây chính là chiêu thức 1 anh em ơi. Chiêu 1 là nội tại nhé. Đây, nội tại viên đạn vàng. Vâng, nội tại cực kỳ bá đạo, vừa dao vừa súng. Ấn tượng quá. Đây đúng là bộ trang phục mà tôi yêu thích. Đặc biệt là Joker là một vị tướng cực kỳ yêu thích của tôi. Nhất định là khi ra mắt ở máy chủ Việt Nam thì bị bộ trang phục này, nhất định tôi sẽ sử dụng ngay lập tức, không thể chần chừ thêm. Khi mà chúng ta đang phải review cái bộ trang phục này thì cảm giác là cực kỳ là máu lửa rồi. Đây là chiếc thứ 1 đùa sốc ha. Rất là tuyệt vời. Anh em nhìn lại, wow, rất là ấn tượng anh em ơi. Pháo to hơn, nhìn giống như là đầu khớp ấy, nhìn rất là đẹp. Ok, chúng ta chuyển sang chiêu thức thứ 2, chiêu thức mang tên bị bợm. Wow, mọi khi là lá bài đúng không nào, lá bài chạy xung quanh Joker, bây giờ là vương miện luôn. Wow, ấn tượng, kinh khủng, quá là đẹp mắt anh em ơi. Còn đây là chiêu cuối bom cười. Anh em nhìn là toàn là màu vàng thôi. Anh em nhìn là chiếc thứ 1 trên đầu của Superman. Wow, không có từ gì để mà có thể chê được cái bộ trang phục này, rất là ấn tượng. Ngoại hình cao hơn này, bộ chiêu thức đẹp hơn này, các hiệu ứng chiêu thức quá là tuyệt vời, không thể chê được. Từ nội tại, chiêu 1, chiêu 2. Đây là thực chiến ha, bật chiêu 2. Đẹp quá, mặc đẹp anh em ơi. Chúng ta cùng xem chậm nhá. Đây là điệu nhảy của hắn ta khi không làm gì. Wow, tuyệt vời. Các bạn hãy để lại comment dưới video để đánh giá bộ trang phục Joker Hoàng Đế Hề đấy nhá. Đây là bộ trang phục BS biến đổi tất cả chi tiết của Joker, quá là đẹp mắt luôn. Nhớ để lại bình luận và đánh giá. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.